Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Thì cái video theo của hôm ăn nướng thì mình đã để lại phần sườn nướng mọi người nhé. Thì bây giờ mình sẽ làm món cơm sườn mọi người ạ. Thì bây giờ mình sẽ phải cho lên sốt lên một chút cho nó ngấm gia vị, bởi vì cái sườn này mình nướng nó ướp nó không được ngấm nhiều gia vị như kiểu là loại sườn ấy ăn với cơm, hiểu không? Thì nên là ăn cái này nó hơi nhạt. Giờ mình sẽ sốt nó lên với lại cái nước sốt. Nước sốt này là nước sốt Kaba, cái loại Kabazaki của công ty mình này. Nó hơi ngọt ngọt, rất kiểu ấy. Mình sẽ sốt với lại cái nước sốt này để làm đĩa cơm sườn đấy mọi người nhé. Giờ mình sẽ phải sốt cái sườn này lên đã. Chào mọi người. Đây là đĩa cơm sườn nướng anh em mình nhá. Đĩa hơi bé này nó hơi chật mọi người ạ. Rất là ngon luôn. Đó, mọi người ăn tối của anh em mình luôn. Có dưa bóp này mọi người. Đây là dưa chuột với lại cà rốt bóp chua ngọt nhá. Cùng là rau súp lơ luộc và sườn nướng sốt thêm với lại nước sốt. Nhé. Ok mọi người. Đó. Gặm miếng sườn luôn. Trông rất là ngon nhỉ. Sốt là khó xây được ấy. Không được rồi. Bảo tao lấy. Sốt là khó xây được. Thơm. Nhưng sốt này bám mồm ngon này. Đấy, mỗi thằng đĩa cơm sườn to vật. Cho ăn mềm nó sụp được nhỉ. Rắn quá. Nhìn miếng thịt nó ngon không? Ngon lắm mà. Mình cho hơi ít đấy. Hơi ít nước sốt này là không có nhiều nước sốt để dưới cơm. Cái bóp này làm dễ lắm mọi người. Chút đường, chút mì chính, chút muối. Và cho giấm. Anh em mình dùng chanh thì ngon hơn, thơm hơn. Nhưng mà anh em mình không dùng chanh. Bởi vì dùng mua quả chanh về làm này phí lắm. Anh em mình ít ăn chanh. Dùng giấm. Chứ chanh dùng được một tí để hỏng vứt đi phí.
sườn đá mọi người. Ngon lành này mà. Ngon phải vãi. Sốt này ngon, nước sốt này ngon. Nước sốt này bảo kho thịt quá đấy. Thay nước màu luôn. Ừ, kho thịt ngon tuyệt vời. Không trời. Còn cái dưa bóp là ăn không thấy gì nữa. Không hề thấy. Thơm. Rồi. Được rồi. À, đúng rất là ngon. Nè. Một khay sườn anh em mình ăn thành hai bữa liền. Quá đã. 200.000 một khay sườn. Sợ không? Bên Nhật đấy mọi người, 200.000 một khay sườn đấy không được nổi một cân đâu. Ngon này. Ngon mọi người. Nhìn miếng thịt sườn, thịt sườn nướng nhìn nó hấp dẫn nhỉ. Đã. Cắt sụn nha cậu. Sườn một miếng. Bạn này cũng nói đấy. Không, một miếng. Thịt trời sườn bên trong vẫn tươi nguyên. tươi nguyên. Không phải gà ấy rồi, nhìn nó tươi thì thế, không phải nó sống phải không? Tươi đâu, kiểu là thịt tươi ấy. Ừ, phải nói ra mọi người em không mẹ. Nó ăn thịt sống. Món này mà nhìn ngoài ấy bằng cái sốt kia nhìn nó quyện và nhìn đẹp. Đấy thôi, mà chín hết rồi, mà nhìn cái xương trắng nó khô ấy nè. Chín hết mà. Nướng trứng rồi, để sắp lại. Mình gặm xương này rất là chó, sợ ý gì vậy. Có gì mấy thằng ăn nó hận mọi người. Sạch quá. Mặn nó. Khăn nhìn chó, nhìn chó ăn bất lực. Chó ngồi nhìn chó ăn muốn bỏ chủ nhà ra đi. Chó. Bóng nhảy. Không biết. Cái gì nữa. Gặm sạch sẽ này này. Đấy. Rồi gắp vất là chó cuốm ấy. Hai đĩa hết sạch nha. Sạch bách luôn hai đĩa. Trời ơi, vật vã luôn đấy, nhiều lắm đấy. Nò bánh bụng luôn. Ngon thật sự ngon luôn đấy. Đấy, bữa tối ngon lành và no nê. Giờ lên nằm nghịch các kiểu con là điều đến giờ đi ngủ thôi. Giờ giấc ngủ nó phải có quy định mình ạ, không phải ngủ nhiều được đâu. Ngủ phải đủ. Chứ không là lên cấn chết. Thôi ok mọi người. Hôm nay trong làm cho mọi người xem cơm tấm. À không, cơm sườn. Anh em mình tự làm đấy, chứ không biết là nó đúng hay không, nhưng mà đừng có ai bắt chiếc theo là ăn không ngon chửi anh em mình nhá. Anh em mình chỉ làm theo kiểu của anh em mình thôi. Ăn sao ngon, cảm thấy ngon miệng và no là được. Ok mọi người. Mọi người thấy video hay nhớ like và đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye. Bye bye.